Có người đến đây. Là ai? Ngải mộng. Ngải mộng nào? Ngải mộng sau nữ nổi danh trên Hot Search 2 ngày qua đang ở trong sao song tử để trốn phóng viên. Sao nữ bị đại gia đá? Em có quen với cô ấy à? Anh không nghe bạn đề cập đến. Trước đây từng ghi hình chương trình cho cùng một đài, vừa khéo gặp nhau trong thang máy. Cô ấy cứ muốn vào chơi nên em đành phải cho vào. Thật là thú vị, thứ duyên phận kỳ diệu này. Thú vị, duyên phận. Không có gì, em sẽ không muốn biết đâu. Giám đốc Bạch phía Hàn Quốc chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Chẳng ra hồn gì, không lo liệu được thì sớm muộn gì cũng bị nó hại chết. Sao mấy ngày trước anh lại cùng chủ tịch Thôi đi Hàn Quốc thế? Em tò mò lắm à? Em chỉ hỏi thôi, anh không vui thì sau này em không hỏi nữa. Ngoan lắm, càng ngày càng hiểu chuyện. Anh có việc khác phải làm, vì vậy anh sẽ không ở đây tối nay. Gần đây giúp anh để Bách Xuyên, nhịn bao lâu mới xuất hiện, đừng gây rắc rối cho anh nữa. Vâng. Trốn ở đây cũng được mà, việc gì phải vội vàng rời đi? Báo hại tôi phải vội vàng từ Hàn Quốc về đây trong đêm. Chiều nay có một cuộc điện thoại gọi đến phòng tiếp khách. Cái gì? Anh không nghe máy đó chứ? Không, Thôi Hách không ở đây. Tôi lo rằng sẽ có người nhận ra. Ở đây lâu không thích hợp. Thôi được, tôi đã sắp xếp một nơi ở mới cho cô, đừng di chuyển lung tung. Tôi biết rồi. Vết thương trên cổ sao rồi? Cũng ổn rồi. Vậy nhanh chóng ra tay đi. Lần này anh biết ai mới là mục tiêu thật sự của anh rồi đây. Không được mắc sai lầm nữa đâu. Vâng. Đi ra đi. Anh ta lại. Là tâm phúc của quan bác nhân. Có vẻ như anh thực sự biết rất ít về cha mình. Tra lại năm 2014,
Cha của anh đã thực hiện phẫu thuật ghép tim cho một người phụ nữ tên là Diệp Tuyền. Manh mối này sẽ giúp anh tìm được điều gì đó. Được rồi, điều gì nên nghe, điều gì không nên nghe, anh đã nghe hết rồi. Anh có thể đi được rồi. Đeo khẩu trang lên. Như lần trước anh đã nhắc, sau này trừ khi thực sự cần thiết, chúng ta không nên liên lạc với nhau một cách tùy tiện. Ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật mọi chuyện tối nay cho tôi. Đi ra đi. Ôi, cứ bị anh phát hiện. Kỹ thuật theo đuổi hơi bị kém đấy. Cũng vì không quen nơi này, cũng đọc không hiểu bản tên đường. Cho nên đã bị tôi phát hiện vẫn không quay về sao? Không thể đưa tôi đi cùng sao? Trước khi đến đây đã nói với tôi anh sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Chỉ có người gốc như cô ấy mới cho rằng cô cần chăm sóc. Vậy anh nghĩ tôi cần thứ gì? Cái cô cần chỉnh là sự ràng buộc. Đừng bám theo tôi một cách trắng trợn như vậy nữa. Hại cô thì không sao, nhưng sẽ liên lụy đến tôi. Cách nói năng lạnh lùng này của anh tôi sẽ nghe theo. Được rồi, tạm thời không đi theo anh. Khi nào anh cần giúp đỡ, nhớ nói với tôi một câu. Yên tâm, sẽ có lúc cần đến cô, nhưng không phải là bây giờ. Còn có một vấn đề cuối cùng. Nói. Anh không muốn biết ai phái tôi đến sao? Đã 6 năm rồi, không có ai chấp nhất với vụ án này hơn người đó. Wow, sao tôi lại thấy có sự đồng tình ở đây nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì quan hệ của ai đó, hai người sợ rằng không thể trở thành bạn bè. Không có gì đáng tiếc cả, tôi cũng không cần kết bạn. Bây giờ có thể đi được rồi chứ? Yes sir. Chẳng lẽ người trốn ở bên trong đã ra ngoài? Ê, trời ơi, còn tưởng tối nay cậu sẽ không đến. Rượu hôm nay rất ngon, lát nữa nhất định phải uống một ly. Nhất định. Tôi cất túi giúp cậu. Cảm ơn bà chủ, tôi tự mình làm là được. Đưa cho tôi đi, ông chú hiện không ở trong kho. Ông chú đi đâu vậy? Chắc đang rửa ảnh của anh ta dưới hầm. Rửa ảnh? Chính là ảnh chụp các bé ở nhà trẻ hôm qua.
chỗ của bà thế mà lại còn có phòng rửa ảnh. Phòng rửa ảnh gì chứ, đó là tầng hầm mà bọn tôi dùng để cất rượu gạo. À, thì ra là như vậy. Nào, nếm thử xem. Quả nhiên là loại rượu gạo tốt nhất. Đây chính là rượu gạo do chính tay tôi nấu. Tự tay nấu rượu, quá lợi hại. À, bà chủ, tôi có thể tham quan từng hầm cất rượu của bà hay không? Đương nhiên, bây giờ có ít người trẻ tuổi hiểu được giá trị của kỹ thuật truyền thống như cậu lắm. À, nhân tiện để tôi đi lấy một cái lọ đựng ít dưa chua cho cậu. Xa nhà, bố mẹ mong muốn cậu ăn uống đầy đủ biết bao nhiêu. Đang ngắm ảnh mà ông chú nhà kho chụp sao? Ông ấy chụp rất đẹp đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà chỗ này viết gì vậy? Để tôi xem. Sô Dông, chắc là tên người. Còn bức này thì sao? Ân Sông, Chan Dông, Bô Na, đều là tên người, chắc là tên của lũ trẻ trong cô nhi viện. Chào ôi, ông chú nhà kho của chúng ta nhớ rõ tên của từng đứa trẻ một. Lại đây, mỗi món ăn kèm đều chọn một ít, tôi giúp cậu cầm hộp. À, tôi đến ngay đây. Thank you.
Thầy đã xem qua mấy thứ trong máy ảnh. Em biết thầy đã xem. Dừng lại đi. Em điều tra đúng hướng rồi, phải không? Tôi nói là dừng lại. Cô không nghe thấy sao? Thầy, em điều tra được đường dây này sẽ nhanh chóng giống như thầy của năm đó. Bị lộ rồi mà cũng không biết. Tôi không mất một chân, và tôi vẫn còn sống. Còn cô thì sao? Cô muốn nhận thêm một viên đạn nữa à? Đừng tưởng tôi không biết. Vết sẹo trên người cô là vết thương do súng bắn. Không điều tra ra chân tướng thì con cũng chỉ là sống qua ngày, không phải sao? Chào buổi sáng. Tư vấn giùm anh, hôm nay nên mặc gì đây? Tham gia nghi thức khai mái của các em theo lời mời của đạo diễn Khang. Được rồi, anh sẽ cố hết sức. Được rồi, anh nói đùa thôi. Hẹn gặp em ở bãi đỗ xe. Vậy thì chỉ có thể xin lỗi Tiểu Ngọc. Hôm nay tài xế của em là anh. Được rồi, bỏ thay đồ đi. Em khen anh sao? Với trách nhiệm lớn lao của anh trong hôm nay, đạo diễn Khang sẽ không đối xử với anh như vậy. Lát nữa em sẽ biết. Lại không nhìn được. Anh gọi điện cho em từ sáng giờ. Em để ở nhà rồi. Kha Lam trả lời điện thoại. Tiện đường anh mang cho em. Đi cùng hàng xóm của em phải không?
Không nghe thấy Tiểu Ngọc đang gọi em sao? Mau đi đi. Sau khi nghi thức kết thúc thì đến tìm anh có việc muốn thẩm vấn. Em mới nghe trợ lý sản xuất nói MC của nghi thức khai máy xảy ra sự cố trên đường đến đây, không đến kịp. Họ lo lắng sẽ bị đạo diễn mắng. Sau đó em lập tức... Chị thông minh nhất. Chúng ta lập tức tập dượt một lần. Nhìn cô không giống người mới chút nào. Nào. Ê, nhưng mà các bước hôm nay có chút thay đổi. Đây chính là trọng điểm. Cô xem. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đời bác sĩ đến nay, trong lòng tôi vẫn luôn có một suy nghĩ, hy vọng có thể thực hiện chân thiện mỹ mà bộ phim này muốn truyền tải. Được sự ủng hộ của nhiều bạn bè, cuối cùng hôm nay cũng phát triển được bước đầu tiên. Tôi xin tuyên bố, bộ phim Cuộc đời bác sĩ chính thức khởi động kế hoạch quyên tặng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nhí mang tên Điều trị yêu thương. Là như thế này. Nhà sản xuất Cuộc đời bác sĩ sẽ tặng toàn bộ số tiền phát hành của bộ phim cho quỹ từ thiện quốc tế. Tổ chức này sẽ thúc đẩy sự phát triển của dự án y tế phúc lợi công cộng này. Ngoài ra, kế hoạch nào còn được tập đoàn UDO và Bệnh viện Trung ương Bác Nhân dốc sức ủng hộ, họ sẽ là lực lượng trung kiên tham gia vào kế hoạch từ thiện này. Xin chào mọi người, tôi là Ngôn Nhất Trị của UDO.
vô cùng vinh hạnh khi được mời tham dự và được góp chút sức mọn cho hoạt động từ thiện của đoàn phim Cuộc Đời Bác Sĩ. Tôi vẫn luôn cho rằng mục đích của từ thiện không phải là thương xót, mà là yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể chữa được mọi thứ. Chúc cho đoàn phim Cuộc Đời Thầy Thuốc tràn ngập tình yêu của chúng ta quay phim thuận lợi. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Là một bác sĩ, tôi thường nghe bệnh nhân nói cảm ơn. Nhưng thực ra, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ cũng đang chữa khỏi cho chính mình. Bởi vì kính sợ sinh mạng mới khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sinh mạng. Tôi hy vọng thông qua hạng mục hỗ trợ điều trị này, kêu gọi toàn xã hội giúp đỡ cho các bệnh nhân nhí, để sinh mạng của các bé có thể tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, chúc cho tất cả các diễn viên và ekip đều được cảm thấy chữa lành bởi tình yêu thương trong quá trình tạo ra một tác phẩm ấm áp như Cuộc Đời Bác Sĩ. Cảm ơn. Nhìn bên này, cảm ơn. Nhìn sang phải. Xin lỗi, tôi bị chặn mất rồi. Có thể đứng giữa các khách mời không? Biểu cảm tự nhiên một chút, đừng so với khóc còn xấu. Sao vậy? Em có ổn không? Màn ảnh